chào tất cả cư dân thành phố Fairfield. Tôi tên là Colin Kang. Và lần này trong cái kỳ bầu cử trong thành phố vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 thì tôi ra ứng cử với tư cách là ứng viên độc lập. Và tôi hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho tôi bằng cách là bấm số 1 và chữ C. Và vì sao mà tôi ứng cử lần này là bởi vì tôi tin rằng tôi và quý vị nếu chúng ta đi tìm hiểu về Fairfield chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều điểm mà hội đồng thành phố hiện nay chưa có làm tốt. Và tôi tin là trong tương lai nếu tôi được bầu chọn làm thành phố tôi sẽ làm nhiều điều cho thành phố của chúng ta hơn và sẽ ổn định cho tôi. Dạ kính thưa quý vị, Nguyên Khang đang ở đường John Street, Cabramatta, thủ phủ của người Việt. Nơi đây vẫn là một cái nơi có rất đông nhiều người đến đây để mà ăn uống vui chơi giải trí và cũng có rất nhiều hộ kinh doanh ở đây. Than phiền là cái đường phố ở đây rất là nguy hiểm cho người lái xe là bởi vì không có cái đủ chỗ đậu xe cho nên mọi người hay double parking. Nếu quý vị cũng thấy đấy, những cái double parking như vậy rất là nguy hiểm là bởi vì thứ nhất chúng ta không có chỗ đậu xe và thứ hai nữa là chúng ta không có chỗ mà drop off pick up, cái nơi mà có thể mọi người chở người thân đến đây có thể để người thân xuống và sau đó là hẹn để mà chở đi. Vì cái việc thiếu bãi đậu xe cũng như là thiếu điểm drop off pick up này nó đã tồn tại rất rất nhiều năm rồi. Tuy nhiên thì có bao nhiêu phản ánh của người hộ kinh doanh, của du khách, của người sinh sống ở đây, tuy nhiên hội đồng thành phố đã không có giải quyết được triệt để vấn đề này trong rất rất nhiều năm rồi. Kể cả đối với hội đồng thành phố hiện tại và hội đồng thành phố tiền nhiệm trước đó. Và nếu như được bầu chọn lần này trong kỳ bầu cử mùa hôm chính này, Khang được làm councillor, Khang sẽ đấu tranh cho việc này. Thứ nhất chúng ta phải có thêm nhiều bãi đậu xe hơn. Thứ hai nữa là có thêm nhiều cái địa điểm là drop off pick up để chúng ta có thể drop off pick up người thân. Và cái, nếu làm được việc này thì cái người đi xe cảm thấy an toàn hơn, cũng như là tránh bị phạt đậu xe một cách rất là oan uổng. Thì Khang hứa là điều này, nó không phải chỉ là lời hứa không. Nếu Khang được đắc cử vào thành phố, Khang sẽ tiến hành hành động liền và yêu cầu cái chính quyền địa phương, cái hội đồng thành phố sẽ phải giải quyết việc này cho chúng ta để đảm bảo là Cabramatta chúng ta sẽ là cái nơi được coi như là đủ cho đậu xe và mọi người tham gia giao thông an toàn hơn, cũng như đến khu vực này sẽ trở nên cảm thấy thoải mái hơn, không bị căng thẳng áp lực về vấn đề đậu xe nữa. Một lần nữa Khang cũng xin kêu gọi quý vị hãy bầu chọn cho Khang. Rất là đơn giản, bằng cách là điền số 1 và ô chữ C trong ngày bầu cử hội đồng thành phố Fairfield 14 tháng 9 năm 2024 tới đây. Dạ kính thưa quý vị, Nguyên Khang đang có mặt ở nhà hàng Đông Hoa, là một trong những nhà hàng rất là nổi tiếng ở khu vực người Việt Cabramatta. Và chủ nhân là anh Mẫn, anh cũng đã sinh sống ở vùng này và kinh doanh ở vùng này trên 30 năm mà ha. Dạ. Dạ rồi, thì Khang tin chắc là những ý kiến từ anh Mẫn sẽ cho chúng ta một cái gọi là phản ánh được những cái mà council, hội đồng thành phố Fairfield còn thiếu sót. Thì xin kính chào anh Mẫn, xin anh có thể nói những cái điểm mà anh nghĩ là council có thể làm tốt hơn được nữa không? Vâng. Dạ. Thì đây cũng nhưng tiện đây thì tôi cũng nói vấn đề thực tế. Trên thực tế là cái khu vực kinh doanh đây á, hiện tại á, là rất là sầm uất. Thì vấn đề mà lượng khách rất là đông. Dạ. Nhưng mà cái nhu cầu về vấn đề mà xe người ta đi đến và đậu hoặc là một cái hình thức gì đó thì vấn đề xe nó là một cái yếu tố mà người ta rất là ngại. Dạ. Trong vấn đề sau đây giờ thực tế mà nói là sau 8 giờ là ở đây không thể nào mà nói kiếm một cái chỗ đậu xe được. Thì cái trên thực tế mà nói ra thì cái bãi đậu xe ở đây rất là luôn luôn cần. Rất cần thiết. Thì cái lượng khách nó sẽ nhu cầu, cái lượng khách nó đến ở cái vùng cấp ra này nó sẽ là sầm uất hơn nữa. Thì có hoạt động kinh doanh thì tất cả mọi nơi nó sẽ tốt hơn. Đó, mặc dù nó đã đủ nhưng mà nó không thể nào mà nó đáp ứng được thì muốn để cho một cái kinh doanh ở khu vực ở vùng cấp ra này nó hoạt động mạnh hơn nữa thì cái nhu cầu cần thiết nhất hiện tại bây giờ đó là tăng cường thêm cái bãi đậu xe để cho mọi người đến một cách nó thoải mái hơn. Đó. Thì đây nó là một cái yêu cầu mình cũng nghĩ là cần thiết nhất. Thì nếu mà có khả năng cao sổ hoặc là nơi nào mới có quyền để mà thiết lập ra những cái đó thì cái đó là cái tốt nhất.
cho những người kinh doanh ở đây. Và cũng là để nơi hội tụ của người Việt mình. Đó thì nó sắp tới đây cũng là một cái hình thức gọi là hội chợ của người Việt mình ở đây rất là sầm uất đông. Hằng coi như là tất cả các tiểu bang họ đều dồn về đây chơi. Thì đâm ra cái nguồn đó là cái nguồn rất là cần thiết. Bên cạnh đó thì đây mình cũng nói thẳng, thì ngoài cái việc kinh doanh đó ra, tất cả các nhà hàng ở đây người ta yêu cầu cần nhất là vấn đề bãi đậu xe. Bên cạnh đó là yếu tố vấn đề mà vệ sinh và cái những cái bin rác, thùng rác đồ để đáp ứng được cái đường xá cho nó sạch sẽ hơn. Thì cái đó một cái khách quan mà nói là cái mỹ đẹp của cái khu vực cấp ra mình, để cho người ta đến và người ta nhớ tới là một cái vùng gọi là người Việt mình nó sạch sẽ và nó được mọi thứ để mà nó có một cái người ta ghi nhớ trong người đó, để người ta đến với mình thường xuyên hơn. Thì cái đó là cái phát triển của nhà khu vực ở vùng cấp ra này, nói chung là cái khu vực thể thiều này đó là nó tốt hơn. Dạ, kính thưa quý vị, quý vị cũng vừa nghe anh Lê Viết Mẫn là chủ cái nhà hàng Đông Hoa cũng chia sẻ những ý kiến rất là chân thành mà cũng rất là thực tế. Đó là bởi vì anh là người kinh doanh và sinh sống ở khu vực này rất là lâu đời rồi. Thì đấy là cũng là lý do mà Khang muốn ra tranh cử lần này. Bởi vì chúng ta không chỉ là nói không mà chúng ta phải hành động. Phải hành động sớm. Nhưng theo như ý anh Mẫn là bởi vì nếu chúng ta cải thiện được tình hình đậu xe ngay lập tức thì chắc chắn là mọi người đến đây sẽ thấy thoải mái hơn. Và chúng ta không chỉ thu hút được người ở vùng khác, ở các khu vực khác của New South Wales về đây ăn uống vui chơi, mà chúng ta còn có thể thu hút được rất nhiều du khách từ các tiểu bang khác nữa trên toàn nước Úc nữa, thậm chí là thu hút được khách quốc tế nữa, đặc biệt là trong thời gian sắp tới khi mà sân bay sẽ hoàn thành trong 2 năm nữa. Thì anh tin chắc là cái lượng khách quốc tế đến đây sẽ nhiều hơn, và nếu như tình trạng đậu xe không được giải quyết thì cái vấn đề này sẽ rất là khó khăn cho các hộ kinh doanh ở đây. Và đây cũng chính là lý do mà Khang kêu gọi mọi người hãy bầu cử cho Khang, hãy bầu cho Khang. Và cách bầu rất đơn giản là quý vị đánh vào số 1 và ô chữ C. Thì nếu được thực hiện được điều này, Khang tin chắc là Khang sẽ đấu tranh với hội đồng thành phố để đảm bảo là thêm nhiều bãi đậu xe, cũng như là ý thứ hai mà anh Mẫn vừa nói đó là đảm bảo là đường phố chúng ta trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn, không có rác. Muốn làm được điều này thì hội đồng thành phố bắt buộc phải tăng cường thêm các cái thùng rác. Và đây cũng chính là những cái điểm nhấn chính trong cái chương trình hành động 6 điểm của Khang, và Khang hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Khang và bằng cách bỏ phiếu cho Khang. Đơn giản, bấm đánh số 1 và ô chữ C. Khang xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Mẫn. Chúc may mắn. Dạ, kính thưa quý vị, Nguyên Khang vẫn còn đang ở khu vực Karamara, đường John Street. Quý vị cũng thấy nơi đây có rất đông người qua lại, rất nhiều người đến đây để ăn uống, giải trí, vui chơi. Đấy, và cũng có rất nhiều hộ kinh doanh ở đây. Tuy nhiên, một vấn đề mà tồn tại rất nhiều năm, có nghĩa là hội đồng thành phố không có cung cấp đủ cái thùng rác. Và chúng ta cũng thấy là xung quanh đây chúng ta thấy con đường tràn ngập rác hết. Và đây là một cái điểm trừ của thành phố, cũng như là điểm trừ của hội đồng thành phố. Và Khánh tin chắc là đây là điểm mà hội đồng thành phố đã không có giải quyết tốt. Và Khánh tin là nếu như Khánh được bầu chọn vào hội đồng thành phố Fairfield trong lần bầu cử này ngày 14 tháng 9, thì Khang cũng sẽ đấu tranh cái quyền lợi này cho người dân Karamara cũng như là các hộ kinh doanh Karamara, để đảm bảo là chúng ta có được một cái khu Karamara sạch sẽ hơn, thông thoáng hơn, vệ sinh hơn, nhằm thu hút nhiều du khách đến đây hơn. Và để thực hiện được điều này thì Khang kêu gọi quý vị bầu chọn cho Khang bằng cách là đánh số 1 vào ô chữ C. Rất là đơn giản nha quý vị, đánh số 1 vào ô chữ C. Thì đây là cách mà quý vị bầu chọn cho Khang, và Khang hy vọng là quý vị cũng sẽ dành cho Khang một cái phiếu để Khang có cơ hội được phục vụ quý vị, nhằm giúp cho chúng ta có được một khu Karamara sạch sẽ, thông thoáng, an toàn và vệ sinh. Dạ, kính thưa quý vị, Khang đang đứng ở phía trước cái hồ gọi là hồ Chippin Norton, mà phải nói là rất nhiều người cư dân của thành phố Fairfield còn chưa biết chúng ta có một cái hồ xinh đẹp như thế nào. Đây là cái điểm nhấn trong cái chương trình hành động của Khang, là Khang yêu cầu và cũng như mong muốn Council sẽ đầu tư cho cái hồ này. Những cái điều tối thiểu nhất như là cái chỗ mà barbecue, chỗ mà mọi người có thể đến đây chơi, và đặc biệt rất là tối thiểu luôn cái toilet công cộng của nó. Cái điều rất là đáng tiếc, nếu như điều này mà kéo dài như thế này thì không ai muốn đến đây chơi cả. Đây là cái điểm nhấn trong chương trình hành động của Khang, và chúng ta sẽ phải đầu tư cho cái hồ này.
nhiều cái cơ sở tiện ích hơn để có thể có được một cái, để biến cái khu vực này thành cái khu vực nổi tiếng, mọi người có thể đến đây vui chơi giải trí, và điều này nó cũng thúc đẩy giúp phát triển kinh tế của vùng lên. Và Khanh tin chắc là mọi người cư dân vùng này cũng như là du khách đến đây sẽ rất là hài lòng và rất là vui, và chắc chắn là người ta cũng sẽ kêu gọi nhiều người đến đây vui chơi giải trí hơn. Chúng ta có thể thu hút được nhiều người, không chỉ là những khu vực lân cận mà còn là trên toàn quốc đến đây để tham quan cái hồ sơ đẹp như thế này. Và đây tôi cũng nói là cái điểm nhấn trong chương trình hành động của Khanh, và chỉ trong 2 năm nữa thôi là khu vực này sẽ đón một cái lượng khách quốc tế rất là lớn, bởi vì sân bay quốc tế sẽ xây xong. Thì liệu rằng trong 2 năm nữa thành phố Phú Thọ chúng ta có sẵn sàng đón tiếp một lượng khách lớn đến đây không? Khi mà những điều cơ bản như là sẽ có cái công cộng cũng có, thì chắc Khánh tin chắc là cái khu vực này nó vẫn như là một cái nàng công chúa ngủ quên thôi. Đấy, cho nên chúng ta phải đánh thức vậy, và chúng ta biến nó thành cái địa điểm tham quan nổi tiếng mà tất cả người dân trong vùng chúng ta đều có thể tự hào là chúng tôi đang sống ở Fairfield, nơi mà có một cái chính trị rất là đẹp. Kêu gọi quý vị hãy bầu cho Khang để Khang có cơ hội thực hiện điều này. Và cách bầu một lần nữa rất là đơn giản, là quý vị chỉ cần đánh số 1 vào ô chữ C. Khang kêu gọi quý vị hãy bầu cho Khang để Khang có cơ hội thực hiện cái ước mơ của mình, và ước mơ này Khang tin chắc là sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người trong chúng ta. Có rất nhiều thành viên đến đây chúng ta cũng biết chúng ta
có khai thác các thực phẩm mà những cái sự đa dạng sinh học mà lẽ ra nên cho mọi người biết để chúng ta cùng nhau chăm sóc, cùng nhau giữ gìn và cùng nhau phát triển đó, để mọi người nhìn vào cái phường như là nó xinh đẹp, thành phố có sự đa dạng sinh học. Và tôi cũng cho biết thêm nữa, đấy khi chúng ta như là một cái công viên rất là không có toilet nữa, thậm chí xung quanh đây tôi cũng chưa thấy cái vòi nước nào uống lắm, đã từng có vòi nước uống đây nhưng mà bây giờ trong vòi bây giờ tôi không có uống. Có rất nhiều điều mà tôi tin là họ là thành phố nên tập trung vấn đề là bảo dưỡng, tiếng Anh là bảo dưỡng để mà cho các cơ sở đảm bảo khó hơn. Chưa nói đến chuyện đầu tư mới, chúng ta nên giữ và bảo trì nó thôi, nó đảm bảo là nó quá hiện nay thì chưa. Tôi đi mới cho biết là tôi sống ở khu vực khu vực khu vực khu vực khu vực khác mỗi chủ nhật, tuy nhiên khi mà ra lẽ thì là cũng chưa bằng ra được. Càng nói nhiều với cô Lily thì cũng là càng cô có rất nhiều điểm tương đồng và rất là tâm đắc, rất nhiều điểm. Đầu tiên đó là chúng ta có một sự đa dạng, chưa khai thác hết. Chúng ta có sự đa dạng sinh học, chưa khai thác hết. Chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp, chưa khai thác hết. Và điều tại nhất đó là chúng ta không có đảm bảo được là giữ gìn các cơ sở vật chất chúng ta đang có cho nó đẹp, cho nó hoạt động tốt, để càng ngày càng xuống cấp hơn. Đây là một cái điểm chính là hai cái đồng ý sáu điểm sáu điểm của anh chắc chắn là nếu như chúng ta chăm lo cho cái gì nghĩ về cái gì thì là chúng ta còn đơn giản là tăng số một và chỉ số để những cái điều này đang và đi chọn cái điểm này trong tương lai nó sẽ được nâng cấp, sẽ được tốt hơn và cái gì cũng trở thành đáng sống, năng động hơn, xinh đẹp hơn. Và đây là cái nơi mọi người có thể, đây là cái địa điểm mà chúng ta có thể tự hào. Và như cái nói trong dịch, đây là điểm mà là cái nơi chúng ta có thể tự hào để nói là tôi là người dân của chúng ta. Người dân của chúng ta có thể xinh đẹp. Hoa là mặt đi lên! Tôi cho tôi đi lên, sau đây là cái lâu mà tôi không biết. Tôi biết là đây là vùng đất rất là thiêng liêng của những người sắc tộc, những người gọi là người bản địa đó, người bản địa cách đây mà hàng năm đó. Đây là vùng nước cho nên là mọi người tập trung tập hợp ở đây, đó là có những giao lưu sinh hoạt văn hóa và đây là cái điểm mà chúng ta nên trong cái chương trình phát triển để xây dựng thành phố này. Thank you.